Để đưa trái bi đỏ vào lỗ này thì ta cần một kỹ thuật, đó là nhảy ngược bi. Kỹ thuật này đòi hỏi người đánh phải nhanh tay và gặp một chút may mắn. Sơ hở đối thủ không nhìn thì đánh nhảy bi, cầm trái bi đó ném ngược về đằng sau và bạn đã ghi được một điểm. Còn đối thủ thì ngơ ngác vì có thằng hack game ngoài đời thật.